Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Ảnh Chế. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 48 của bộ series Ảnh Chế hài hước. Xin mời anh em đón xem. Ui dồi ôi, bà cụ này bá đạo thế. Các bánh sinh nhật mà lấy cả dao phay ra để cắt luôn kìa. Và đây là cách để cắt tóc trong mùa dịch vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn. Ui dồi ôi, phơi áo quần sắp xong rồi thì giấy phơi bị đứt, nhìn có chán không cơ chứ. Dùng miệng mà thổi lốp xe ô tô như thế này thì đến lúc nào lốp xe mới căng được cơ chứ. Ơ, đây là cái đồng hồ treo tường cơ mà, sao lại làm thành đồng hồ đeo tay thế này. Vâng, với tiêu chí xe không xịn nhưng đèn phải to nên anh chàng này đã thiết kế cho chiếc xe của mình một chiếc đèn siêu to khổng lồ. Và đây là một cái cầu thang không xây bằng xi măng mà nó xây bằng gạch và những cành cây khô. Ơ, bằng cách nào mà chiếc xe này lọt vào đây được hay thế nhỉ? Ơ, con mèo này làm sao mà chui vào được cái trái này hay thế nhỉ? Ảo thật đấy. Ui dồi ôi, lấy cả máy cưa sắt để cắt tóc luôn kìa. What? Cậu bé này đang cosplay lại nhân vật trong game ở móng ớt. Ui dồi ôi, ông này lấy cả xe ô tô để chở cát luôn kìa. Vâng, sau khi tiêu diệt hết yêu quái thì siêu nhân đã chuyển sang nghề thợ xây để kiếm tiền sống qua ngày. Chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn. Ơ, ông này đi làm ruộng mà giống như đi chơi gốn thế nhỉ? Và đây là cách để tận dụng triệt để một ống kém đánh răng. Và đây là một chiếc xe máy điện đang leo lên cột điện để nạp thêm năng lượng. Thôi, mày đừng có bốc phát, mày đừng có mồm điêu đi. Ui dồi ôi, ba ông này ảo tưởng thế. Nghĩ sao mà ba người lại xô đổ được cái cây này cơ chứ. Vâng, xem ra anh này đang rất vất vả khi phải leo lên cây để hái những quả xoài cao ngang đầu gối của mình. Ông này không biết nóng là gì à? Sao không cởi cái quần ra để ủi cơ chứ? Và đây là cách để uống nước mà không cần dùng đến tay. Sao lại lấy xe đồ chơi ra để tham gia giao thông thế này? Và đây là hình ảnh để minh họa cho câu dần cả chém thớt. Bỏ tiền ra mua cho con mèo cái giường mà nó lại xuống đất ngủ như thế này, bực mình không cơ chứ. Ôi trời ơi, nghĩ sao cái ghế sofa to như thế kia mà hôm nay lại đỡ một mình là sao, nguy hiểm thế. Và đây là cách để bạn chơi trò đua xe mang đến cảm giác như bạn đang cầm vô lăng. Ui dồi ôi, cứ tưởng là còn nhiều tiền cơ chứ, hóa ra là một tờ tiền gấp lại nhiều lần. Đối với người lớn thì đây là một nơi bán điện thoại, còn đối với trẻ con, đây là một nơi chơi game free. Và đây là một cái USB giá rẻ mua trên mạng. Vâng, ở trong cái bánh sinh nhật hình quả táo
là một hộp đựng điện thoại iPhone. Nhưng ở trong hộp đựng điện thoại iPhone lại là một quả táo. Ừ, đây là nước rửa chén cơ mà. Sao chị này lại uống nước rửa chén thế này? Ơ, bà này không biết nóng là gì à? Sao lại chạm tay vào ống bô thế này? Úi dồi ôi, bằng cách nào mà chiếc xe múc này lại leo lên được đây nhỉ? Ô, sao lại bỏ cái ghế vào trong cái chai được hay thế nhỉ? Úi dồi ôi, chị này đi tập gym mà cũng đội mũ bảo hiểm kìa. An toàn thế. Ô, như thế này thì lấy tay nào mà lái xe được đấy? Úi dồi ôi, nghĩ sao mà lấy xe máy để kéo xe tải cơ chứ? Ảo tưởng sức mạnh thế. Ơ, đầu óc của anh này có vấn đề à? Nghĩ sao nước ngập như thế này mà vẫn còn đi tưới cây là sao? Mày bị điên à? Ơ, chiếc giày to như thế này thì ai mà mang được đây? Ơ, bằng cách nào mà chiếc xe này lại đi xuyên qua cái cây này hay thế nhỉ? Úi dồi ôi, nghĩ sao trời mưa to như thế này mà thổi lửa lên được cơ chứ? Úi dồi ôi, ai lại phơi áo quần lên trụ điện như thế này cơ chứ? Nguy hiểm thế. Và đây là một cái áo mưa dành cho hai người. Để ghi lại được khoảnh khắc này thì anh thợ chụp ảnh đã bị bầm tím một mắt. Úi dồi ôi, chị này săn điều thế. Điện thoại di động lại sử dụng cái tai nghe của điện thoại để bàn kìa. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.